Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ 36 phút ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024. Báo cáo với lại quý vị và các bạn. Trước khi lắp Mỹ đài Nationa có model giờ XCW 50 vào, kính mời mọi người soi lại một lần nữa, đặc biệt là người Thượng Đế ở Hải Dương. Mỹ đài này là đài nội địa ăn điện 100V. Người Thượng Đế ở Hải Dương đã trần văn chốt, đã chuyển đủ thóc cho mình là 3.080.000 đồng. Ngài còn chốt thêm một combo băng cassette nữa. Đúng ra là mình gửi cho ngài hôm ngày 28 tháng 4. Đấy, nhưng mà buổi chiều hôm đấy lú lẫn thế nào ấy, lại cắm nhầm điện 220V. Thế nên là nó cháy cái biến áp nguồn. Thì mấy ngày vừa rồi là bu em được nghỉ, thế nên là cũng không sờ lần nắn bóp gì. Hôm nay thì đã thay được cái cục biến áp nguồn mới. Biến áp này cũng được lấy ra từ cái đài Nhật và bây giờ thì chạy điện 220V. Cũng xin thưa để mọi người được vui cái bụng, người Thượng Đế ở Hải Dương vẫn trần văn chốt. Thì ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay là mình sẽ gửi cho ngài Thượng Đế ở Hải Dương. Bây giờ kính mời mọi người soi một lần nữa. Đây là Mỹ đài chứ không phải đài. Thiên hạ rộng lớn bao la, thế nhưng độc nhất vô nhị, chỉ có lão nông Chi Điền mới cung cấp Mỹ đài thôi. Thế còn thiên hạ thì chỉ cung cấp đài thôi. Thì đài nó khác với Mỹ đài ở cái chỗ là đài thì bên trong có thể bét nhẹ, phên vỉ có thể đào bới xơi lộn, loa có thể cuốn lại. Thế nhưng Mỹ đài thì không được phép, chân ốc còn không được phép gãy, chứ chưa nói chuyện là phên vỉ đào bới xơi lộn. Mặt tiền thì thôi khỏi bàn, còn hoạt động thì cũng thôi khỏi bàn. Radio băng sóng AM nó lại nét chứ không phải là như Sony. Cái này nó ra chậm kệ nó thôi, kệ nó thôi. Chứ bây giờ xịt dầu phát nó ra nhanh ngay. Thế nhưng mà cái này của nó là nó còn ít sử dụng, tức là cái mỡ đây này. Đây này, cái bánh nhựa này. Đấy, cái bánh này là cái bánh mà cửa băng nó ra nhanh hay ra chậm ấy. Bây giờ xịt tí dầu phát nó ra nhanh ngay. Thế nhưng mà bây giờ cứ để như thế này vì cái này nó còn rất chi là mới, hay nói cách khác là dùng ít thì là cái mỡ này nó còn tốt thì nó ra chậm nhá. Mà ra chậm thì bao giờ cũng vậy. Có rất nhiều người ước ao được ra chậm nha. Chứ còn ra nhanh hay là nhanh ra thì còn non thì hỏng hết bánh kẹo. Ra chậm là tuyệt vời. Chậm ra. Chân ốc này. Đấy, chân ốc. Vệ sinh thì sạch đẹp. Chân ốc này. Bỏ ở dưới này. Vỉ thì mỹ vỉ, không có đào bới xơi lộn gì cả và còn rất chi là mới. Like new. Đấy, cơ. Cái bộ cơ này, cái hãng Nationa người ta lại thiết kế cái này, thiết kế cái này. Tức là khi ấn nút đây, ấn nút thâu băng ấy, thì cái nút ở bờ 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 lây bên đây nó tự động nó nảy luôn. Thế chứ nhỉ, là nó thông qua cái này này, nó thông qua cái này này. Con này đài thế nhưng mà thâu băng lại nét, thâu băng tốc độ bình thường cũng như tốc độ cao đang rất chi là chuẩn, đang rất chi là chuẩn. Đấy, ốc gác các thứ lắp hết vào rồi, cẩn thận rồi. Bánh tì được trang bị cái loại bánh tì thượng hạng bây giờ. Đắt nhất bây giờ là 100.000 đồng một cái bánh tì này. Còn bánh tì thông thường ấy thì chỉ có 20.000 thôi, nhưng mà bánh tì này là bánh tì thượng hạng. Coi thế, trước khi mình lắp vào thì mình quay lại để coi như thế là người Thượng Đế ở Hải Dương xem, cũng như các Thượng Đế trên giải chữ S xem. Bây giờ mình dừng video ở đây. Để lắp vào video sau mình sẽ test về radio cũng như cassette. Cái này nó cũng có cả đường line in nữa nhá. Line in thì đương nhiên là phải hoạt động bình thường. Radio cassette nó còn hoạt động mới nói gì đến line in. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup. Còn loa thì cũng được trang bị Mỹ loa. Loa zin thật đã ký tên rồi. Loa như mới, line new. Đấy.
Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.